chào tất cả các bạn, mình tên là Phạm Thị Hồng Tươi, năm nay mình 20 tuổi. Mình đang là học sinh năm cuối của trường cao đẳng, mình học về kế toán. Sở thích của mình là nghe nhạc, xem phim, lướt web và mình chơi thể thao rất giỏi đó. Ngoài ra thì mình có thích là mình chỉ để cho phóng viên. Có các ai gặp xin lỗi nha. Thank you.